có chuyện gì không? Chào chị dâu. Ngươi vào nhà trước đi. Tìm kiếm khắp nơi. Thông tin nói ở quanh đây. Phạm sáu nhỏ thế này chắc là tìm thi thể, chứ không phải người sống. Họ không dám chậm trễ. Trong nhà ngoài xin kiếm khắp nơi. Báo cáo không thấy gì bất thường. Đi xem chỗ kia. Hạ nhân chỉ về hướng hầm. Tần Lôi và người khác gật đầu. Mở nắp hầm. Tản khí. Sau đó vào hầm. Anh hạ nhân, tìm thấy tên tử lãng đáng chết. Dám chôn thi thể ở hầm nhà họ Lý. Anh, nhà có xác chết sao? Đây có phải là em trai mất tích của người, Tích Cửu? Anh hạ nhân phát hiện trên thi thể có thư nhận tội. Người này chắc là em trai mất tích của người, không kỳ ai. Em trai tội nghiệp của ta, ngươi là người nông dân thật thà, cả đời chưa từng ra khỏi làng. Không những bị Từ Lãng giết, còn bị ép viết thư nhận tội. Từ Lãng thật quá đáng. Quá đáng, là ta hại ngươi. Nếu ta không làm quan, Từ Lãng sẽ không chọn ngươi làm thế mạng. Anh hạ nhân xin nén đau. Mọi chuyện là lỗi của Từ Lãng, không phải lỗi của ngươi. Anh hạ nhân, sức khỏe bị tổn, ngươi còn phải lo chuyện lớn. Từ Lãng đáng chết. Anh hạ nhân, tất cả không phải lỗi đương làm tổn hại thân mình, là ta có lỗi với đứa em tội nghiệp của ta. Chẳng phải nói hai anh em bất hòa sao? Chẳng lẽ là giả? Trông không giống, mặt đều đỏ rồi. Xem ra người ta chết rồi mới biết tiếc. Ha ha ha. Em trai ta chết thảm quá. Ta nhiều lần xuống hầm mà không phát hiện ra. Ta đáng chết. Em trai ta lại bị chôn dưới hầm ẩm ướt tối tăm. Từ Lãng thật sự không cho hắn được siêu thoát. Ta còn nhiều lần dẫm lên hắn. Dẫm lên em trai ta. Em trai ta chết rồi. Ta hứa hạ nhân từ nay trên đời này thật sự là cô đơn một mình rồi. Anh. Rất nhanh, dân làng nghe tiếng khóc cũng kéo đến. Ôi, Hứa Nguyên Sơ thật đáng thương. Vừa mới cưới vợ đã chết thảm như vậy. Anh trai hắn bây giờ là sai nha. Nhà họ Hứa sắp phát đạt, hắn còn trẻ thế mà đã chết. Những người dân là nghe tiếng khóc than của gia đình cũng cảm thấy chua xót, đặc biệt là những người phụ nữ đều rơi nước mắt lã chã, nói rằng anh trai nhà họ Hứa là người trọng tình cảm. Người nhà đừng để bị tổn thương. Người giờ là sai nha. Gánh nặng trên vai nặng lắm. Huyện Thanh Sơn không thể thiếu ngươi. Làng Thanh Sơn chúng ta cũng không thể thiếu ngươi. Tin tức nhanh chóng lan truyền. Phương Viện Sơn và Hào Quân lập tức dẫn người đến. Ban đầu hai người thấy một thi thể, còn tưởng hạ nhân dựng lên để giết Từ Lãng, nhưng nghe nói là em trai hắn. Sự đau buồn của hạ nhân đã xóa tan ý nghĩ đó. Từ Lãng thật sự độc ác đến vậy sao? Không chỉ tham ông hối lộ, còn là kẻ đứng sau vụ cưỡng hiếp giết người ba cô gái và một bà vợ của quản lý, cuối cùng còn giết em trai Hứa hạ nhân để thế mạng. Nếu vậy, không trách triều đình lập bộ binh chỉnh đốn đội ngũ sai nha. Muốn xử lý Từ Lãng xem ra không được rồi. Ở một phủ đệ tại huyện Thanh Sơn, bảng tên trên cửa viết chữ Hoa Phủ. Đây là nhà của Từ Lãng, chính xác hơn là phủ của vợ Từ Lãng. Khi còn là sai nhà, Từ Lãng cẩn thận tỉ mỉ, khiêm tốn lễ phép, không ngờ lại trở nên thế này. Ngươi nói xem, con người khi làm quan có phải sẽ phơi bày mặt xấu xa không? Lão nô cũng không rõ, nhưng người luôn phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình. Liên quan đến cưỡng hiếp giết người sẽ làm mất danh dự của phu nhân. Thở dài, phái người đến phủ Thanh Châu thu hồi thư cầu cứu, cắt đứt mọi liên hệ với Từ Lãng, mang vân thư và lây đến nhà lao quan phủ, bắt Từ Lãng ký tên. Vương phu nhân, tài sản của Từ Lãng có thu hồi không? Thôi, Từ Lãng làm sai nhà mấy năm, nếu trong sạch thì không hợp lý, xem như hiến cho huyện Thanh Sơn quan phủ. Phu quân, Triệu Oản Nhi bất chấp mọi người xung quanh lao vào xác chết. Nước mắt như mưa, giọng nói tràn ngập nỗi đau không kìm nén được. Một cô gái vừa mới kết hôn, chồng chưa kịp động phòng đã ra đi. Lần gặp lại đã thành người chết. Nhu đứng bên cạnh hạ nhân, nhìn một cái, nhìn hai cái. Hắn đột nhiên chấn động, nhìn thi thể với ánh mắt ngây dại. Vì thi thể đã phân hủy, không nên để lâu, phải sớm chôn cất. Dân làng đưa tang, Phương Viễn Sơn, Hào Quân và Tần Lôi cùng các sai nhà đi. Hạ nhân đi trước quan tài, dẫn đầu đám tang. Hừ hừ hừ. Mặt đau rát vì bị đánh, nước mắt chảy nhiều. Anh trai tốt, ta đối xử tốt. Chính ta cũng cảm động. Con tìm cho ngươi một đứa con trai. Đội khăn tang, đưa ngươi ăn nghỉ. Sau này mọi thứ trên đời không liên quan đến ngươi nữa. Hãy đầu thai tốt nhé. Hy vọng kiếp sau ngươi vào nhà giàu có. Yên tâm, ta sẽ sớm đưa Từ Lãng xuống gặp ngươi. Ngươi có oan khuất thì tìm Từ Lãng. Còn một điều nữa, chị dâu cao quý của ngươi, nhưng sau lưng thì trời rất vui vẻ. Anh trai tốt, ngươi có thể yên nghỉ rồi. Anh hạ nhân lo chúng ta rời quan phủ sẽ có biến. Chúng ta quay về trước. Được.
Hạ nhân, tên Trị Trí Bằng không đến. Theo lý mà nói hắn phải nhận được tin tức chứ. Hừ hừ hừ, không cần để ý đến hắn, muốn giữ cả hai đầu. Đâu có chuyện tốt như vậy. Anh Hạ nhân, danh sách 6 sai nhà dự bị, ta đã tìm xong. Đi, chúng ta về quan phủ. Sau khi về phủ, Hạ nhân nộp hồ sơ giày cộp cho Cố Trung Dân. Cuối hồ sơ, Hạ nhân để lại một mẩu giấy, viết ý kiến phán quyết, tịch thu tài sản Từ Lãng, chém đầu lập tức, Triệu Thái và 4 người khác phạt tiền gửi tiền tử. Theo quyền hạn của bộ binh và Hứa Hạ nhân, xử lý mọi vụ án. Khi tuyên án, phải đọc đúng theo giấy. Nhanh thì 2 ngày là tuyên án. Anh Hạ nhân, vừa rồi ta đến nhà lao, chiều có người gặp Từ Lãng, lệnh của Hình Mẫn cho vào. Ta hỏi thăm, là lão bộc của vợ Từ Lãng, đến ký văn thư. Hừ hừ hừ, xem ra Hoa phu nhân bỏ Từ Lãng. Hoa phu nhân là người thể diện, Từ Lãng liên quan vụ cưỡng hiếp, lúc này chỉ có cắt đứt quan hệ mới đảm bảo không bị vấy bẩn. Từ Lãng trước đây là nhân vật nổi tiếng quan phủ, có tiền có tiền, có quyền có quyền, cuối cùng lại thân bại danh liệt, người vẫn nên khiêm tốn một chút. Trước khi xử Từ Lãng, ta sẽ không đến, xin nghỉ 2 ngày. Sau khi tan sở, Hạ nhân về làng Thanh Sơn, vừa đến nhà thấy Triệu Oản Nhi chưa đi, nói chuyện với Phương Nhu trong nhà. Gặp anh trai, cảm ơn anh trai đã rửa oan cho chồng em và chôn cất an toàn. Đứng lên đi. Nguyên Sơ cũng là em trai của tôi, bây giờ Nguyên Sơ đã đi rồi. Ở dân gian không có quy tắc để tang, cô cũng nên lo cho mình nhiều hơn. Không ngoài là hung thủ hoặc tái hôn, hai lựa chọn. Nếu cô có người yêu, cứ nói với tôi. Cô yên tâm, dù tái hôn, tôi vẫn coi cô như người thân, sẽ không để cô chịu thiệt đâu. Hứa, cô thật sự muốn thế à? Cứ không phải sáng nay không làm gì sao? Anh ta tức giận nên mới giận dữ ở đây. À, tôi không có người yêu, chồng tôi đã đi rồi. Từ nay mọi việc em nghe anh trai quyết định. Hừ. Chuyện này không gấp, trước tiên nấu cơm đã. Trong nhà anh chỉ còn lại những thứ này thôi. Chiều tối, chị dâu mang hết đồ ăn trong hầm đi, còn nhờ người san bằng hầm. Hừ, người phụ nữ phá hoại. Đồ ăn trong bếp còn phong phú, tôi nhanh nhẹn xào đồ ăn, lò luôn thêm củi, lửa đỏ rực, chiếu sáng khuôn mặt xinh xắn. Phương Như vừa hỏi mình có thực sự muốn. Nói thật, nhìn khuôn mặt xinh xắn, thật không nỡ. Anh trai nghe nói cô làm quan chính thức, đây là chuyện vui. Tôi có nên thay đồng phục, không làm phiền niềm vui của cô? Cô mặc đồng phục vì em trai tôi không sao. Anh trai là người tốt. Tóc mây nhẹ nhàng thiền ý, lông mày dịu dàng như sơn sơn. Tóc mây muốn qua má thơm. Anh trai có ý gì vậy? Anh ấy khen chị dâu của các em. Trong nhà không cần khách sáo, cơm canh đã xong rồi, ra ngoài đi. Hừ. Chờ cơm canh lên bàn, Tông ra hiệu cho Triệu Uyển đứng ở cửa bếp. Cũng qua ăn cơm. Anh trai, chị dâu, tôi ở bếp ăn bánh bao là được rồi. Ăn không hết cũng thế. Để nhanh lên ngồi xuống. Tôi đi là được. Có vẻ như đàn ông đều thích người phụ nữ dịu dàng. Hừ. Triệu Uyển lo lắng nhìn Phương Dung, rồi cúi đầu cắn hai miếng bánh bao, thỉnh thoảng nhìn bầu trời. Đêm ngày càng tối, không đi sẽ không an toàn. Mang ra cửa bếp ăn đi, cũng không cần vào bếp nóng. Cảm ơn anh trai. Ăn xong, Triệu Uyển đứng ở cửa bếp nhưng không đi. Ừ, cô đứng đó làm gì? Tôi đợi anh trai ăn xong, rửa bát đũa rồi về nhà. Ừ, cô thật là đảm đang. Đột nhiên trong nhà có tiếng động, là tiếng then cửa bị cài lại. Âm thanh không vui. Buổi tối đi lại khó, cô ngủ ở phòng sách, ở đó có giường đệm. Triệu Uyển do dự mãi, biết là trời tối khó đi, cũng không dám yêu cầu Tôm đưa về. Cuối cùng nhìn Tôm, vẫn chưa ăn xong. Ờ, cô đi nghỉ đi, tôi còn ở lại dọn dẹp sau. Cảm ơn anh trai. Hê hi. Rượu nho trong chén dạ quang, muốn uống thì đàn tỷ bà thúc giục, lấy ngựa lấy ngựa.